Lại là mình Hồng Hạnh đây, và hôm nay lại là một ngày nắng đẹp nữa. Và ngày nắng đẹp như thế này thì thật thích hợp để chúng ta cùng nhau đi khám phá thêm một nơi mới. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau dẫn mọi người đến Kanik, một thị trấn nằm ở phía bắc của Slovenia. Vậy thì cùng mình khám phá xem là thế thì ở Kanik thì có gì thú vị nha. Đi thôi. Every time I pray for better days, every day feeling coming on the way. Gotta step on every pace and no matter what it takes. Tak pusing mereka bilang ini itu. Haters gonna hate when they try to make a move for the better days. Tak akan ada yang mulus for the better days. Bukan cuma soal fools, yo. Keep my hopes up high for the better days. Tell myself that I will make it to the better days. Bạn, hiện tại thì mình đã ở Kamnik rồi, và hiện tại thì mình đang ở trong một cái lâu đài nho nhỏ nằm ở thị trấn Kamnik, và view ở đây thì nhìn rất là ok luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem view cửa sổ từ phòng của bọn mình nhé. Nếu mà tính từ Ljubljana đến đây thì các bạn sẽ đi mất khoảng tầm 1 tiếng đi xe ô tô. Giống như là khi mà mình đi từ Hà Nội đến Ba Vì vậy, thì nó sẽ đâu đó mất khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ lái xe. Còn nếu như các bạn chọn đi phương tiện công cộng như là xe buýt, hoặc bạn nào có nhã hứng đi bộ thì cái này mình không chắc nha. Cái thời điểm mà mình đang ngồi nói ở đây này là mình đã đến đây được 2 ngày rồi. Tuy nhiên thì lần này đi hơi khác một chút xíu so với những lần trước. Đó là nếu như những lần trước là mình thuần mình đi chơi thôi, thì lần này là mình tham gia một cái hội thảo, được nên thực ra là không có thời gian để đi khám phá mấy. Hôm nay là ngày thứ 2 diễn ra hội thảo, và bây giờ thì hội thảo đã kết thúc rồi và đang là hoạt động vui chơi giải trí tự do. Thì chính vì vậy mình sẽ ở đây nghỉ ngơi một chút xíu và sạc điện thoại, sau đó thì mình sẽ lên đường khám phá xem là ở Kamnik thì có gì hay. Bây giờ là 8 giờ sáng và mọi người thấy là trời rất là nắng luôn. Không còn cảm giác gì của cơn bão ngày hôm qua, nhưng mà rất buồn đó là chiều nay thì một cơn bão khác lại đến tiếp. Thế nên thực ra là mình sẽ chỉ còn mỗi khoảng thời gian này để khám phá xem là ở Kamnik có gì thôi. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem khu mà bọn mình ở nhá. Mọi người có thể thấy ở đây thì có một cái tòa lâu đài cót cót ở đây. Đó, đây chính là nơi mà mình sẽ ở trong 3 ngày của hội thảo.
long day. I just wanna lay down and sleep on my bed, but you stuck in my head. I don't know why. Wish that you were next to me, 'cause it's been a long day. I just wanna lay down and sleep on my bed, but you stuck in my head. I don't know why. Wish that you were next to me. Vài phút nữa thì sẽ có một trận bão ở đây, thế nên thực ra là mình cũng không thể đi tham quan được nhiều. Chính vì vậy bây giờ mình sẽ tìm một hàng ăn và nghỉ ngơi, và sau đó thì quay lại thành phố Ljubljana. Và mình hy vọng rằng trong những lần sau thì mình có thể khám phá được nơi này nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.